món đồng quê nè, rau chạy mẹ đang luộc nè. Đó, đây là cá lóc kho tộ cả nhà. Bên kia là kho rượu. Thực sự hai món này thôi là đủ để mình về nhà về quê đó. Quá tuyệt. Đây này cả nhà, này ổi về nhà mua ký có 10.000 cả nhà. Đó, cực kỳ thích luôn, ở dưới quê nè. Đó. Tới đâu rồi? Đây. Bẻ tay lên bẻ được luôn rồi nè cả nhà. Nó lùng lắm. Đây. Rồi. Mới học được hả? Lớn không? Trời ơi, trời ơi. Rồi ok rồi đó. Ngỗng ăn tép. Về nhà ngoại chơi cả nhà ơi. Gặp mấy bạn ngỗng quậy quá chừng luôn nè. Lâu rồi cả nhà không xếp cái cặp này ra như thế này để mà đi đi đường. Đây. Bây giờ cùng bắt đầu thôi cả nhà ơi. Ngang dừa nè cả nhà, đường về nhà mình sạch thử bao nhiêu cây. 82 km từ đây chạy về nhà mình khoảng 20 cây nữa là tầm khoảng 100 mấy cây á. Thấm mình chạy vòng vòng tầm khoảng, mình tính tầm khoảng 115 cây cả nhà. Đây cũng bắt đầu thôi. Để chuẩn bị cho về quê mình đi cũng khoảng 110 mấy cây cả nhà, thì mình sẽ vệ sinh những cái chi tiết như đồng hồ rồi nè, cho nó khá là sạch sẽ. Tại vì chắc cũng quen rồi, mình thấy muốn có một chiếc xe đi sạch sẽ thì nó thoải mái hơn. Rồi vệ sinh kênh mình nè cả nhà, đặng ngoại tâm nè, thì vệ sinh những cái phần này trước là mặt đồng hồ, biển số xe với đèn nè. Đây cả nhà. Đây còn một phần như là phần là tầm khoảng 4-5 thứ quan trọng như kính hậu xe nè, mặt đồng hồ xe, hai cái đèn xe giống như đôi mắt vậy nè cho nó sáng đó cả nhà. Và một cái quan trọng nữa là cộng vi sinh, mình sẽ nay không có nhiều thời gian thì mình sẽ bôi trơn nó thôi cả nhà. Của mình này cả nhà, đó chính là mình sẽ mình không xịt trực tiếp vào cái bình này, sẽ trực tiếp vào trong cái cộng vi sơn, mà mình sẽ xịt vào cái bàn chải cả nhà. Đây mình xịt vào đây rồi mình bắt đầu mình sẽ tha vào cộng vi sơn thì nó sẽ đỡ văng hơn cả nhà. Rồi làm từng đoạn đi, ví dụ như đây đoạn nè, đồ đạc nón đồ giết nó đóng bụi hết trơn cả nhà. Đây nè, từng lớp luôn nè. Bây giờ có thời gian mình lao để chuẩn bị chạy về quê. Lâu rồi không có đội nữa, toàn là đội nón sơn không mà. Đoạn xịp. Máy ảnh đâu nè cả nhà. Google chứ. Đây nè, cái này là cái đồ cái adapter để mà ra âm thanh nó cũng đóng bụi thế này nè cả nhà. Bây giờ mình sẽ dọn dẹp lại mọi thứ ấy. Lâu rồi mình mới đội lại cái nón full face rồi cả nhà. Đợi có nón full face thì mới gắn lại, gắn vô cầm được để mà mình có thể quay những cái video. Đường
Tôm đất thắng buổi sáng thì khá là mát đó cả nhà. Ở đây cả nhà mình thấy hai bên là cây xanh hết. Nhưng mà nó cũng khá đông đó, bởi vì nó là một cái tuyến đường đi về huyện đó cả nhà. Hôm giờ làm video ở nhà thì sợ là nó cái cảnh đó cả nhà, bối cảnh nó background rồi nó quá đơn thuần, thì bây giờ mới nhớ được đó là mình còn cái pro đó là mình đã set từ lâu rồi, mình có thể quay xung cảnh khung cảnh ở ngoài đường như thế này gửi đến cả nhà cũng khá là vui. Đây buổi sáng khá là tấp bập cả nhà. Bây giờ mình tắt cái máy này đi. Đi tới đâu có cái gì vui thì mình sẽ quay lại gửi đến cả nhà mình. Đường buổi sáng hôm nay là một ngày thứ bảy. Ổi này nữ hoàng, ổi lê đây. Nữ hoàng là 15 với 17 ngàn. Thì buổi sáng cũng khá là tấp bập cả nhà. Bây giờ đường nó đông nên tính đi đi thì tính đi đường đường quốc lộ, nhưng mà chắc cũng để chạy dạo cái đường trong thành phố buổi sáng thì gửi đến cả nhà mình xem. Mình vừa đi ngang cái ngã ba giữa Tôn Đức Thắng và đường Nguyễn Chí Thanh. Bây giờ thì tiếp là cái đường đi vào cầu 30 tháng 4 cả nhà. Đây ở nếu mà các bạn chưa đi về Sóc Trăng thì thấy có một điều đặc biệt đó là có đường đường một chiều. Rồi vào thành phố khi qua tuyến đường phía bên đây là bắt buộc mình phải đi qua cái cầu đó gọi là cầu 30 tháng 4. Phải qua cái cầu đó để bọc lại. Chứ không không phải là đi đi một đường, đi đường nào về đường đó. Như vậy cũng bị dễ nhầm đường á. Mình hồi xưa cũng bị hình như là bị một lần. Cầu 30 tháng 4 rộng 7m, dài 70m. Đường này là xô viết nghệ tỉnh đó cả nhà. Đi một đoạn nữa là hết rồi. Thì bữa nào mà có làm video rồi thì mình
có thời gian để mà mình ngắm thành phố nhiều hơn cả nhà. Đây là thành phố Sóc Trăng chứ không phải là thành phố, không phải là Sài Gòn, không phải là thành phố Hồ Chí Minh. Nhìn ở đây thấy khá là giống Đại lộ Hòa Bình ở trên Cần Thơ cả nhà. Mới có một chiếc VinFast Plus A bản full đẹp quá, màu trắng. Đi tới đằng nào có nhiều cảm xúc rồi mình quay lại chơi, gửi đến cả nhà mình. À, nãy giờ đi ra quốc lộ rồi mà quên quay cho cả nhà xem, bây giờ cũng 7 giờ 4 mấy rồi. Quốc lộ thì cái đường nó rộng, nó đi tốc độ cao hơn được tí xíu, đường này đi khoảng 60 á cả nhà. Mà bù lại thì cũng có rất nhiều xe ô tô và xe tải nên mình chạy cũng vừa thôi à. Đi đường quốc lộ này thì chạy cũng quan sát các anh giao thông. Rồi mình thấy hiện tại bây giờ đó cả nhà là lắp cũng rất nhiều cái camera quan sát á, cái loại mà quan sát đường và thấy có một cái camera tí xíu khi nào thấy thì mình sẽ chỉ cả nhà. Chĩa xuống là có thể là camera đó có thể bắn tốc độ được đó cả nhà. Nãy giờ cũng chưa thấy. Xa xa đằng kia có một ngôi chùa. Để mình chạy chậm mà xem đó là chùa gì ha cả nhà. Là cầu, dưới đây là cầu Phú Giao, chùa Mỹ Quang. À, là cái đường vô trong đây, còn cái chùa phía trước này á là theo mình nghĩ là chùa của người dân tộc Khmer. Chùa đây âm pu vậy cả nhà, đây âm pu Phú Giao. Thì về Sóc Trăng thì đa phần là cả nhà sẽ thấy cái nét kiến trúc đặc trưng của người dân tộc Khmer là nhiều quá cả nhà, và cũng có chùa của người Kinh và dân tộc Hoa nữa. Nhưng mà ở đây thấy là đa dạng văn hóa đó cả nhà. Còn hồi nãy giờ đi vẫn chưa thấy được cái chỗ camera mà mình như mình nói với cả nhà, chưa thấy. Rồi qua huyện Mỹ Xuyên luôn rồi. À, xuống dưới đây là tự nhiên là quên tên huyện Thạnh Trị. À, lúc cần thì không để ý thì không, mình để ý thì không thấy những cái cam cam vuông vuông để kìa bên đó kìa cả nhà, cái chỗ mảng màu đỏ đó. Mà thấy cái đó thì nó khá là bé, chắc có thể là để quan sát cầu thôi.
Thì cả nhà mình có xem clip này thì mình đề cập đến khi nào cả nhà có đi đường tiếp quốc lộ là cả nhà sẽ thấy những cái camera quan sát và camera bắn tốc độ. Cái quan sát thường là mình thấy là nó màu không phải là màu nữa, nếu mà nói là màu đen, còn quan sát là một cái camera nó tròn. Nhìn như camera 360 độ vậy đó. Còn cái camera kia là camera bắn tốc độ là nó vuông vuông. Bữa nay không về được ngã năm nữa. Ngã năm thì quẹo tay tay phải. Mà đường ngã năm này đi về nhà mình thì nó hơi dằn. Đi một đoạn nãy giờ quên, không biết là có kết cái video chưa. Chùa Ông Bổn Phú Lộc gần tới cái đường bẹo vô nhà mình này, và Ủy ban Nhân dân huyện Thạnh Trị. Ở trên luôn cả nhà. Đó là bây giờ lại thấy rồi đó. Hai camera đặt cạnh nhau. Đường về quê hai thôn cách xa. Đường về quê mà có đi qua những cánh đồng lúa đó cả nhà, nhìn nó thơ mộng bát ngát hơn. Nhưng mà cái đợt này về ngay chân cái mùa lúa đã cắt rồi, mùa gặt rồi. Nhưng mà vẫn có một cái khoảng không, một khoảng trời để mà nhìn thấy và mình cảm thấy nó mát hơn so với hai bên đều là nhà cửa hết rồi. Về đến được cái ngôi nhà nhỏ này cả nhà, sau hơn 2 tiếng rưỡi là chạy về tới nhà mình, quay bằng cái GoPro á, được khoảng 15 phút thì nó hết dung lượng và cũng hết pin luôn rồi. Giờ các mẹ chăm đây, các mẹ ní rồi này. Đây, đã về được tới nhà cả nhà. Có bé Diễm đây. Hôm gầy lâu quá không quay YouTube. Món ăn để phải lúa mặt rồi. Món ăn thì đơn giản. Đây có mẹ ní nè. Ơi con mượn ơi bảy. Mẹ ní cà phê. Mẹ. Vậy thì bảy đây. Để giờ bữa phiên coi nó lại hỏi. Anh ta mời. Hả? Anh quay cho em cái này. Quay gì? Quay ăn đơn giản. Đâu? Sao Diễm? Con mượn cái chén thôi sao? Dạ. Để cho Diễm ăn cái món gì mà nó thèm dữ vậy. Đây. Rồi. Mới học được hả? Rớt không? Trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi. Rồi ok rồi đó. Trời ơi, trả lũa nó, trả lũa được ai? Mắt đổ chết rồi Diễm ơi. Thôi đừng cười chọc đó, cười rớt cục thịt ra.
ơi. Bà khía, thịt kho, đậu lan luộc, sườn kho, với cà nướng nè cả nhà. Được xong. Ở công tác xong có đeo gì thì đâu. Thì muốn đi quê thì đơn giản vậy thôi. Đây là về chuẩn bị ngày mai bắt tôm tôm càng xanh. Đây dưới đây chuẩn bị tại dạ kiểu nó đẹp hơn. Châu. Cái này giống như cái dạ vậy.